Đố các bạn biết cách mà người ta xây đường hầm qua sông như thế nào? Các bạn đang xem video trên kênh Trùm Xây Dựng. Để xây đường hầm qua sông, người ta có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất, Immersive Tunnel, là phương pháp đường hầm chìm. Đây là phương pháp truyền thống có cách đây hơn 100 năm. Hầm bê tông cốt thép được đúc upside tại một nơi khác, sau đó chuyển đến công trình và lắp vào vị trí. Ở Việt Nam thì dự án đầu tiên áp dụng phương pháp này đó là đường hầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn. Vậy thì ưu điểm của đường hầm chìm là gì? Thứ nhất, giảm đáng kể chi phí sửa chữa thay thế do đứt gãy địa chất, tốc độ xây dựng nhanh, không giới hạn chiều cao, không đòi hỏi máy móc thiết bị công nghệ quá phức tạp. Nhưng nhược điểm thường bị lộ ra nên dễ bị va chạm với tàu thuyền và neo. Các khớp nối cần được thiết kế cẩn thận để có để lực có thể truyền qua nhưng không bị thấm nước. Phương pháp thứ hai đó là TBM, phương pháp máy đào Tunnel Boring Machine để đào. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại thì TBM được sử dụng hầu hết các công trình hiện đại trên thế giới. Tiêu biểu ở Việt Nam là đường hầm tuyến metro Hồ Chí Minh. Cảm ơn em.